Kính thưa quý bác, quý cô chú cùng các anh chị và các bạn, sáng hôm nay thì thời tiết Huế vẫn còn đẹp và không có mưa, cho nên Trân tranh thủ giới thiệu đến với cả nhà một ngôi chợ quê của Huế. Thì rời đường Trần Hưng Đạo ở trung tâm thành phố, rồi đi thẳng lên con đường thật đẹp là lên Kim Long, rồi đi ngang qua chùa Thiên Mụ, lên điện Văn Thánh và sẽ điện Hương Hồ. Thì nằm cách Huế chừng 8 km về phía tây nam, chợ Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, là không có giống như những ngôi chợ làng quê khác mà trước đây Trân từng giới thiệu đến cả nhà. Những ngôi chợ quê khác thì thường đông rất là sớm, có những ngôi chợ quê là đông khoảng 4-5 giờ sáng, trời chưa sáng, nhưng mà ngôi chợ này thì đông muộn hơn, là chừng 6-8 giờ sáng thì bà con mới chở hàng hóa ra chợ để bán. Nhưng mà ngôi chợ quê này thì cũng tương đối lớn, đầy đủ tất cả các cái mặt hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm khi đến đây. Và khuôn viên chợ như cả nhà thấy rất là rộng, và cũng có một cổng chính, một cổng phụ. Và bây giờ thì Trân mời cả nhà cùng Trân đi vào trong chợ. Lành quả quá, cái lấy nổi bởi được cái cài ngắn ngắn. Nhưng mình họ làm họ có bớm bụng rắn, mày làm mày không bớm bụng rắn. Không có hẳn rau, cứ vừa vừa đi thôi, nhưng mà ngon mình à, để cho ăn con. Đó, ai từ ngoài đó con lấy rau chi? Rau lồn, lâm bày, lâm bà đấy. Lồn xôn hả? Dạ. Các bạn sợ không biết mấy? Mày đưa con nát dâm cho đi. Đúng rồi, dạ. Dạ, dạ. Dạ, là mẹ con khỏe lắm này. Mừng cho mẹ này. Cảm ơn. Dạ.
cái rổ rau nó cái chân một tiếng mấy cả rổ cả cha nhà mấy sàng đúng không nè tôi lắm mẹ ơi mình có mẹ sấy cả đời à rửa mẹ tôi lắm dạ yeah. Có mẹ sấy nhẹ sơ sấy cả số cả đời mỗi ngày hàng ngày mẹ phải trồng rau nuôi nuôi con mẹ nữa con mẹ hàng sấy cả đời có một vườn rồi mà bây giờ uống rượu không bây giờ chắc luôn con uống rắn mế đi ở về hãng say đi chỗ này có mày con mẹ phải trông rắn uống mắc lắm mẹ mới 30 tuổi đấy à ba mẹ đóng con đó mình cũng được mắng để mua làm ăn ra rắn dạ làm ăn được dạ chứ con chân đi để con bứng cho mẹ này hết đó con nghĩ dạ nghe bứng được tôi dạ yeah. Tôi ngồi đây nghe mau ngồi đi ngang đây con sách giùm cái mẹ cái sách con mắc cầm bị quái thì con sách giùm cho mẹ cái bì được thôi dạ yeah. À mẹ à mẹ cứ quen rồi chứ giống như đi về bán mẹ hết con nắp ngay mua gió cho mẹ này mẹ bán ra cả nước chẳng mới quen mà ngồi bên lam đó dạ yeah. Chứ mẹ ngồi chỗ mô đúng rồi rồi dạ yeah. Nhìn hình ảnh này lại trong ký ức của nhiều người trong cái nghị đây rồi mẹ ông mình đang cài bữa rồi trời kia đông bây giờ 7 giờ sáng và Trân Trân lại đi ăn hàng dạ dạ oh, mê. Có khoái có sẵn có bánh đâu ăn cái tí cho mê bò này được cái lắm ờ con láng đi ăn nóng quá này bao 5 ngàn không ờ 5 ngàn đâu Rồi, mua máy bằng rác. Rồi, mua máy bằng rác. Rất tăng tiền rồi đó. Dạ. Yeah. Con khóa chí đấy. Giờ đông tầm 8 giờ rưỡi. Cho tới trưa. Dạ. Yeah. Không thấy gì quén, có gặp gì dũng đi chờ ăn hoa. À. Đừng rơi gì nữa. Còn bạn chưa Vấn Thạnh đó chưa? Hoa Di coi chưa? Hoa chưa? Có phim chưa? Hoa ăn hoa đây đó. Dạ. Dạ, rau gì ngon chưa? Cái vỏ xá lách mà, cái cây xá lách mà ngặn ngặn nghĩa là cây giọng xá lách mình nè. Con cây giọng xá lách mà dai, nó to là của Trung Quốc nè. Quái cùng của Di luôn à? Quái nha. Như cả nhà thấy chờ rất là rồng. Chị con được chung lý à? Người ta để con mua cho mẹ ngồi đời chỉ cho mẹ. Mẹ đi chùa đấy. Mẹ gọi cho con đấy.
Thiệt là mẹ, mẹ cầm đi. Chị Phương ở Úc Long, có mua xịt quá cho chị Phương đây. Sáng đấy có duyên chứ. Bán rau cho đi 300 nổi Úc phải. Tôi như nói thơ đó mua mẹ 300. Việc mẹ sáng đấy có duyên chứ. Con cầu cảm ơn cô. Cảm ơn chị Phương, có mua giùm chị Phương. Mẹ ăn sáng rồi. Bây giờ chị Phương ở Úc ạ. Là mời mẹ 200 và mẹ sáng tặng rồi mấy mấy buổi sáng khác là mẹ lấy cái tiền đó mẹ ăn sáng ấy 200 rồi mẹ ăn rồi rồi cái biểu cho mẹ rồi mẹ mẹ cầm đi rồi dạ mẹ sức khỏe này mẹ vui vẻ nhé không phải mạnh khỏe hơn nữa mà bữa trong rau sức khỏe mẹ thương mẹ hơn ấy. Bằng cho mẹ chơi dâu luôn không? À, dâu này nè. Quế thì đang được quế con dâu. Anh chị Nguyễn Phương ở Canada đi xin cho mẹ chơi dâu. Về sắp cho đời nhất mọi. Thế, rồi con lại nhau, mẹ về nghỉ. Mẹ bán cái rổ tăng ố này là 20 ngàn. Mẹ tính chị không biết mấy cái gì này. Khi mà nó ố mà nha khỏe có mất mẹ thấy nắm rồi. Mất chị nắm rừng. Giờ mẹ ở Nhâm Biêu à hay Lưu Bảo? Dập Hà. À mẹ ở Dập Hà. Dạ. Chị cũng mê ở xã chứ à? Ăn rồi. Chưa ăn chi thêm không? Không, ăn bụng nghe rồi. À nó nghe bụng nghe á, mẹ thích ăn bò chi. Mẹ xã là mẹ hay thích ăn bụng nghe, thích ăn gà nghe, cô nắm gà rồi kia. Chị cũng ở Úc à, mời mẹ 20 cô bụng nghe. Mình không? Mình không? Mình không?
biểu cho mẹ trái dâu nữa để về mà chống dịch mọi nữa. Trái dâu không? Dạ tôi cho đó rồi biểu cho mẹ trái dâu nữa rồi về bỏ. Mẹ cả chúc mẹ năm mới à, sức khỏe nhiều hơn nè, bước nhất bước mỏi nè, hay thế có cái mẹ đỡ cho mẹ có cái mũ nè, càng ngày to là mất khó mưa gì vậy nha rồi. Bác răng em nữa. Một gia đình mà rồi là đi là hai người. Vậy là bắt đầu có một người là đi về nằm dưới bệnh viện, nằm dưới bệnh viện á. Người anh về luôn, không có tiền mới chạy lâu từ từ. Úi trời ơi. Còn bên chỗ ông đi là đi trở đường là bị tai nạn và bị gãy xương chấu này nằm nằm mấy cái đi được. Hoàn cảnh bác tôi. Vợ chết nữa luôn. Tội lắm. Bạc đây là tên chị? Dạ, không, không bạc, bạc mưa khẩu tán á. Không, không, bạc mưa khẩu tán ra đi, bạc nói đi. Hoàng Linh Đỗ. Dạ? Hoàng Linh Đỗ. Hoàng Linh Đỗ. Hoàng Linh Đỗ. Có bạc bạc thì sợ như đây. Nhà là ở thế nữa. Nhà mà có toàn là đứng thật đấy. Bạc ở An Hòa hả? Dạ, An Hòa. Hương Hồ nhưng mà thôn mô An Hòa hả? Hay là Nhâm Điều? Trường hợp của bậc bộ ở đây rất là tồi, mà mọi người trong trong chờ này là cứ tới này niệm lại về chân chân với Hùng nói giúp cho vợ cho bác. Trường hợp rất là thương tâm, bây giờ còn một thân một mình thôi. Con bạc bị tật thì con tật này rồi một đứa con là đi nuôi bệnh anh thế mà không có tiền rồi ngày lâu chết luôn, thấy hoàn cảnh rất là thương tâm. Thôi anh vâng mất ngựa rồi. Anh chị Thú Thanh ở bên anh chị Thú Thanh ở tên Sát Mỹ á là biểu cho ông 500 về ông ba Nguyễn Minh Lân ở bên Mỹ á là biểu cho ông 500 về ăn Tết cho đầy đủ hơn ông ấy. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ cảm ơn mấy anh chị ở xa giúp cho bác. Dạ. Rồi các bạn đi bạn đi. Dạ. Cây rau rừng. Dạ. Cây rau rừng. Tình ra là đấy. Chưa đi sửa bể. Làm là hơn thịt. Đắt nhất luôn. Đấy.
cái hàng này là cái hàng thịt số 1 của chợ này. Hot nhất đấy, cái hàng này là hàng hot nhất đấy. Ở giờ cái nồi ra. Giờ cái nồi ra. Rồi. À sáng đi bạn này chưng đi. À, một cái bò rau rừng nữa. À, rồi bò cài chưng đi. À, mấy cái tỉnh ra. À, 10 cài các bạn hãy cái này là được chưng mô. 100 ngàn. À bạn hãy cái này là được 100 ngàn. Con đi học. Đi học làm mấy rồi? Con học lớp 12. À. Con nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Đi con được chi nữa, con lớn rồi. Sao đi lâu đồng đi mua hàng rồi bắt mua. Cứ rau hết coi. Thầy rau. Cho mời chào thịt nhất. Dạ, rồi. Cảm ơn. Rồi. Thôi, giờ được yên tâm rồi ấy. Rồi, ngay mấy bạn được chung mua bạn ấy. Em ra, đưa về bọc. Sao cô sang lại không? Em đi bảo. Ở đây ở Cô Bằng hả? Ở đây ở tiệc ní mẹ mua gầu ngon mức tiệc có ăn chưa? Chưa luôn à? Có tiền. Có tiền à? Dịch nè, lụt nè, tiền mua mà chưa mua đồ tiệc kiếm mà ăn mà qua ngày ba ngày thì lại để đỡ gào họ mua. Chị Phương ở Úc.
hôm qua chân chân mà đi chờ một vòng mà giúp cho được mấy mẹ con thì bây giờ sau một quả đống đấy đến vây lại về chứng tỏ cái vùng hương hồ này thì bà con một con rất là vất vả rất là nhiều và rất là nhiều hoàn cảnh để xin giúp đỡ nhưng mà không thể nào được. Mua gạo mà Tết nhất ăn. Mua gạo mua đồ rồi cho đầy đủ để ăn bữa Tết cho mấy người Tết cho nó dạ 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 cái đi thuộc phong lai à? À thuộc phong lai. Dạ thuộc là ngon á. Rồi cái chi? Cái cháu trâu à? À cháu trâu thôi là cái chi mà. Dạ. Chứ ra cả nó bạn mua đi nồi rồi bạn cho không lấy cái tê lông cuối mua lâu. Dạ. Lông nồi nữa. Mề năm nay 70 rồi. Hơn 80 rồi. Dạ. Ôn mất rồi. Ôn mất rồi. Có ôn. Rồi chứ mẹ ở với ai? Thì ở với con nó đi. Mẹ con phải đó. Thôi đi bạn tôi đi đây ngay không đi bạn đi đây đó. Dạ. Tại vì ở với con là có con lo chứ rồi. À thì hằng lo ăn rồi rồi thôi. Ờ giờ rồi được rồi. Rồi dạ. Cho cha ra một cái chí. Dạ. Thì con chỉ cực khổ với hằng phải mới rồi đấy. Dạ. Cực khổ chứ hằng phải mới đâu chứ bạn đi đây đó ngay không. Cái cổng sau của chợ Hương Hồ, chợ bên hông của chợ Hương Hồ. Thì có lẽ là sáng hôm nay là sau khi xuất hiện trong chợ để đi làm cái clip chợ Hương Hồ và giúp cho một vài số mẹ thì bây giờ thấy ba con đâu mà kéo tới đóng quả xin thì không thể nào hiện ngày nay hôm nay có thể giúp đỡ được. Và đây là có trường hợp của ông. Rồi ông là em phải tầm chỉ chục đi rồi. Ông tầm tám. Ôi đó, 88, ông còn đi bán vé số à tôi chứ. Cháu con mày vẽ, con mua giúp cho ông mày vẽ này. Rồi ông là mẹ mất rồi. Mẹ ở nhà. Mẹ năm nay bao nhiêu rồi mà ông con đi bán vé số nuôi mẹ à? Tuổi. Ôi cha ơi nữa. Mẹ cũng tầm 8 rồi à? Ừ. Cha ơi, thầy thương chưa? Trời. Ông tên chi ông? Lâm, Nguyễn Phúc Lâm. Nguyễn Phúc Lâm à? Ông ở làng mua ở đây. Đấy, ở đấy, chờ làng đấy. Đúng rồi, cái con sụt dụ á. Ở cái cầu á. Cha ơi, 88 tuổi rồi con đi bán về số trời. Mà nuôi mẹ con khỏe không? Mẹ cũng khỏe. Có. Rồi đây, bây giờ để chân chân này, mua về số cho ông. À, con mua chị Bích Nguyễn á. Washington DC là lì xì cho ông 500 để ông về ông mua sắm tiệc hết, mua gạo ngon ăn này, mua mứt rồi về ăn tiệc này. À, ông ba Nguyễn Đình Lấn ở bên Mỹ luôn, lì xì cho ông mẹ áo quần đẹp này, mua áo ấm, mua áo ấm mặc, cả ông ở mẹ ấy. Cái tầm 6 tuổi thôi.
88 tuổi mà con đi thôi. Ngày bạn được mấy chục bẹo không? Ôi chà, 40-50 rồi đó. 40-50 mà nuôi đủ nuôi mẹ không? Thì cực khổ rồi. Cực khổ, cực riêng cả lồn hay ốm lồn không? Ốm không? À không á. 88 tuổi đó con, mình bằng mình bằng xuất sắc con đi bạn phải số mà. Thôi. Để đứa con kẹt. À, chắc quá luôn. Dạ. Không có chân cả hò lại nha. Rồi, eo mưa lại. Rồi, lại. Thôi chị nha, cảm ơn em. Dạ. Chúc ông sức khỏe ơn nè. Chứ có kiểu về mua sắm tiệc hai ông mẹ hết. Cho mẹ mẹ mừng nữa. Rồi, có gì thôi. À, nhìn cái cửa hầm của chợ Hương Hồ là đã thấy không khí Tết rồi. Chỗ chèn bạc địa để dọn hàng Tết đây. Bây giờ siêu thị là cả khắp nơi luôn ơi. Vui quá. Siêu thị là cả khắp chợ luôn. Còn mua xài đi quá ơi. Hàng công ty. À, đây là siêu thị La Cà. Công ty lang thang đây. Đó. Đây là giám đốc công ty siêu thị La Cà hả? La Cà. Bán bằng kilo luôn hả? À, hay à. Không phải là mỗi ngày mỗi tuần đây. Dạ, quay giới thiệu vẻ đẹp chưa quê. Dạ, mộc mạc đấy, những cái quán trong chợ rất là dễ thương. Dạ, thương cho Huế thương quá. Chờ rất là đông vui nhộn nhịp. Bây giờ chỉ còn khoảng 20 ngày là tiệc, cho nên cả hàng áo quần, giày dép, chén bát bày bán rất là nhiều, phục vụ cho nhu cầu mua sắm tiệc của bà con. Và đặc biệt trái cây nữa, rất là tấp nập khách mua bán. Anh bây giờ anh hỏi này, vì đang mà chỉ chống cái gầy đi, gầy cái lưng. Gầy lưng mấy chân tí lăn bò cái gầy lăn quỳ nữa. À, rồi. Quỳ chứ không bò cái cây á lăn bột. Mấy chân chống á là bị ung thư xương, đưa ngang này rồi. À chống á. Trong hai tay liệt bị ung thư xương bất cứ chứng rồi. Dạ, cứ chứng rồi. Ba đi nuôi trong ba lên ba làm việc ba bị bộ trên cây bộ xuống chứ cái chờ đi nó người mốt cũng có 50-30 lần. Rồi như vậy là bây giờ là sống nhờ tình thương của ba con nó chờ nó giúp cho ăn rồi. Ai cả sống cả chờ luôn cả. Rồi chị tên chi? Chờ. Bây giờ con cái đang rồi. Dạ con cái thì ba đứa một cực thế. À. Dạ. Nhờ được con thì đủ rồi, cũng nhờ được con mày nhờ sự giúp đỡ của ba con đấy. Chờ chờ xóm thiên lang xóm gì cái ba đi bên mua đi bà chạy vốn thôi. Anh chị thú thánh ở bên cái sát Mỹ á, đi xì cho 500 anh em mua thú.
Em xin cảm ơn anh nói này, rõ ràng có sao giúp đỡ cháu về đây hả? Cái phục trắng nó cảm ơn đi đấy. Vịt đẹp cả hết, không đẹp. Vịt đâu, vịt lông đen cả hay hết. Vịt gà chuẩn bị đón Tết với cúng tất niên ở đây. Tất niên nhà nhà, mọi nhà nhà đây, mọi nhà nhà tất niên đây. Chắc phải khoảng 20 trở lên đây. Và bây giờ thì trời cũng chuẩn bị mưa rồi. Lúc nãy Trân Trân đi chờ thì chưa mưa, bây giờ trời đã mưa. Và những cái hình ảnh một ngôi chợ quê bên chân núi Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế sáng hôm nay Trân Trân chia sẻ đến cả nhà. Đến đây thì Trân Trân cũng xin chia tay quý cô bác, quý anh chị. Và một lần nữa Trân Trân xin trân trọng cảm ơn quý nhà hảo tâm đã cùng Trân gửi đến những ốm bề quê nghèo khó ở những cái vùng quê có được cái Tết đầy đủ hơn. Một lần nữa Trân Trân xin kính chúc quý bác, quý cô chú, anh chị luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Trân Trân xin tạm biệt.